Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 1 của kỳ thi VMBIC lớp 9 năm học 15-16. Như thường lệ thì thầy lại lấy một cái bài của một bạn học sinh giỏi đã làm sẵn để thầy hướng dẫn. Những câu sai thầy sẽ nhấn mạnh để các em tránh sau này gặp. Rồi, thông thường vòng 1, vòng 2, 3 thì rất dễ. Các em cố gắng làm nhanh ha. Nghiệm của phương trình đó thì ta bình phương hai vế lên thôi. Đáp án là 6,25. Rồi nghiệm của phương trình này, các em cũng bình phương hai vế lên mà giải. Vậy ta có là 2 - 11 được chia cho 3 là bằng -3 các em. Và số 3 x bằng 9. Và số 4 8 bình là 64, 64 cộng 1 65, 65 chia 5 13. Và nghiệm nguyên nhỏ nhất của phương trình này, của bất phương trình này xin lỗi, em giải ngoài nháp là 4x - 1 sẽ lớn bằng 16, vậy 4x sẽ lớn hơn bằng 17, vậy x sẽ lớn hơn bằng 17 chia 4 4,25. Số nguyên nào bé nhất mà vẫn lớn hơn 4,25 chính là số 5. Câu 6, x cộng 1 phải lớn hơn bằng 0, tức là x phải lớn hơn bằng -1. Đồng thời 1 trừ x phải bé hơn 0, xin lỗi, lớn hơn 0. Như vậy là x phải bé hơn 1. Những số nguyên lớn hơn bằng -1 và bé hơn 1 là -1 và 0. Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đó. Như vậy là 3x sẽ nhỏ hơn bằng 36. Vậy x sẽ nhỏ hơn bằng 12. Số nguyên nào lớn nhất mà vẫn nhỏ hơn bằng 12, đó chính là số 12. Rồi nghiệm nguyên của bất phương trình này, 5x - 2 nhỏ hơn bằng 4. Như vậy là lớn bằng 0 các em nhé. 5x - 2 lớn bằng 0 và nhỏ bằng 4. Vậy 5x - 2 sẽ nhỏ hơn bằng 16 và lớn hơn 0. Lớn hơn bằng 0. Vậy các em sẽ có là 5x sẽ nhỏ hơn bằng 18 và lớn hơn bằng 2. Các em chuẩn bị nháp nha. Tôi nhắc lại, từ câu 8 ta có bức phương trình sau đây. 5x - 2 lớn hơn bằng 0 nhưng mà lại nhỏ hơn bằng 16. Như vậy 5x sẽ lớn hơn bằng 2 và nhỏ hơn bằng 18. Vậy x sẽ lớn hơn bằng 0,4 và nhỏ hơn bằng 3,6. Những số nguyên nào nằm trong vùng từ 0,4 đến 3,6? Đó chính là 1, 2 và 3. Câu 9, căn 2 cộng căn 2 cộng căn 2 vô tận. Các em ấn vài cái thì các em coi thử nó tiến về đâu nha. Giới hạn của nó là tiến về đâu. Giới hạn của nó sẽ tiến về 3,9999999999 kìa, tức là 4 đó. Hoặc các em cũng có thể giải bằng phương pháp tự luận sau đây nè. Các em đặt cái đó bằng x, bằng x, tức là x bằng cái chúng ta cần tính đó. Các em bình phương hai vế lên thì x bình sẽ bằng 2 cộng x, x bình sẽ bằng 2 cộng x. Rồi từ đó ta giải cái phương trình này.
giờ một kết quả là 2, một kết quả là âm 1, nhưng mà đây không thể ra âm được, vậy đó chính là bằng 2. Các em có nghe thầy giảng kịp không? Câu 9 thầy hướng dẫn nhanh như sau. Câu 9 nè, đặt biểu thức bằng x, ta có đặt biểu thức đó để gọi là biểu thức A đi. Ta có x bình thì bằng 2 cộng x, đó x sẽ bằng 2 hoặc trừ 1, gọi trừ 1, suy ra x sẽ bằng 2. Vậy nha, bài này các em có thể bình phương hai vế lên, 2 bình 4 3 12, 12 thì nhỏ hơn 18, thì cái này nhỏ hơn. Cho kiểm tra lại một lần nữa các em. Rồi đúng rồi, thân hợp bài bài thi số 2 tăng dần. Bài toán này chúng ta nên có bảng nháp bên cạnh ha. Ba phút năm các em tính nhanh là ra 0.6. 4 trừ 2 căn 3 nó sẽ bằng căn 3 trừ 1. Cỡ 0.53. Căn bút 4.84 thì bằng 2.2. Giá trị lớn nhất của biểu thức này các em dùng máy thì giá trị lớn nhất là bằng 2 của biểu thức trong căn á, như vậy có căn sẽ là 1.41. Rồi thế căn 3 cộng 1 sẽ bằng 2.73. căn 11 sắp xỉ 3.31. 1 trừ 2 trên căn 3 sắp xỉ âm 0.15. căn 11 trừ cho căn 3 1.58 nha. Nghiệm nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đó, tức là 31 trừ 5x lớn bằng lớn lớn 9
vậy 5x sẽ nhỏ hơn 22. 22 là đem chia cho 5. Vậy là x sẽ nhỏ hơn 4/4. Số nguyên nào lớn nhất mà nhỏ hơn 4/4? Đó chính là số 4. Rồi, bấm máy nữa là xong. Căn 37 trừ căn của 15 2,20. Rồi giờ ta có thể chọn đáp án tăng dần. Đầu tiên dĩ nhiên là số âm rồi. Hình như sai chỗ nào kìa. Mình cùng kiểm tra lại nha. Cẩn thận. 0,6. Một trừ cho hai căn, hai trên căn 23. Hồi nãy thầy ấn máy tính sai, 1/2 căn 23 mà thầy ấn lộn là 1 trừ 2 trên căn 3. Vậy chỗ này sai rồi, chỗ này bằng 0,58. Như vậy số nhỏ nhất của chúng ta sẽ là số 0,53 nha. Số này cơ. Rồi ta chọn lại thôi, đâu có gì đâu, ta được sai 3 lần mà. Tới đâu ta xóa tới đó. Tiếp theo là 0,6. Rồi tới 1 1,41, 1,58. Rồi giờ tới đầu 2,2 đúng bằng 2,2, còn đây là 2,20 nữa ha. Ta lấy cái này, cái này đằng sau nó còn không 2,209 vân vân. Rồi bây giờ còn lại ba số này, ta lấy 2,73 rồi 3,31, cuối cùng là số 4. Và thì số 3 khó vượt mê cung. Tôi bấm máy các em, chuẩn bị máy tính và nháp nha. Không ai tài giỏi mà làm cái này mà không cần máy tính hết á, có gì phải ngại à. Tuy nhiên nếu muốn đạt học sinh giỏi toán cấp tỉnh thì chúng ta phải thoát ly cái máy tính vào túi ha. Đây là môn giải toán trên mạng, bắt buộc chúng ta phải cần. Những bài toán này chúng ta làm bằng toán tự luận và cũng khá thú vị đó. Cái này nếu em nào tham gia lớp bồi dưỡng của thầy sẽ nắm vững những thủ thuật giải quyết những bài toán căn nhiều lớp như thế này thôi, nó cũng đơn giản lắm. Ồ, thầy chưa nhập đáp án mà thầy lại ứng rồi. Xin lỗi các em nha. Này đáp án ra 1 kìa. Cái này sẽ ra là 5 nè. Cái này ra 2 nè. Và 5 trừ 2 sẽ bằng 3. À, chúng ta xài cái chúng ta trả giá rất là đắt. Cái này biến đổi bằng tay nó sẽ ra giá trị đối x trừ cho giá trị đối của 1 trừ x. À, x lớn căn 2. Như vậy giá trị đối của x sẽ bằng chính nó là x. Còn giá trị tuyệt đối của 1 trừ x thì sẽ ra âm ra số đối. Tức là x trừ, cái biểu thức này sẽ biến thành x trừ cho hiệu của x trừ 1. Phá ngoặc, chúng ta sẽ ra kết quả là bằng 1. Nghiệm không âm của phương trình này thì cũng đơn giản thôi. Em lấy căn của 60,84 thì nó ra 7,8, như vậy là có hai nghiệm là cộng trừ 7,8. Nhưng mà người ta yêu cầu tìm nghiệm không âm, vậy ta lấy 7,8 thôi. Rồi, ba cái viên đá cuối cùng này
sẽ là đề khó, các em thừa biết rồi. Một bài toán về hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, vuông A đường cao AH, BH bằng 2, CH bằng 3. Vậy AB sẽ bằng gì? AB bình phương sẽ bằng 2 nhân 5, tức là bằng 10. Vậy là AB sẽ bằng căn 10 ha. Nhập kết quả dưới dạng căn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong bài toán này. Tạm biệt các em, hẹn gặp ở những vòng thi sau.